mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Hôm nay Thanh Trần cùng với thạc sĩ Tô Di A đã quay trở lại với mọi người rồi đây. Cho một số quen thuộc, một khung giờ quen thuộc, hai con người quen thuộc, nhưng không biết câu chuyện có quen thuộc nữa hay không? Không, chắc chắn rồi. Tại vì hầu như đến thời điểm này thì chị chưa thấy có một mẹ bỉm sữa nào mà xuất hiện hai lần trong chương trình của chúng ta. Nhưng mà dù cho là một mẹ bỉm sữa nha, mà xuất hiện hai lần để kể về hai cái trải nghiệm vừa cạn thì nó cũng sẽ là hai câu chuyện khác nhau. Cho nên yên tâm đi, không bao giờ lặp lại đâu. Xin mời khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, em chào chị Nha, chào Thanh Trần. Em là Thanh Thủy, năm nay em 24 tuổi. Và em đang là một mẹ bỉm bé 9 tháng rưỡi, một bé trai. Chị đã kết hôn được bao lâu mà? Dạ, em kết hôn được 3 năm rồi. Khi mà biết tin mang thai nó xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào vậy? Dạ, sau khi lúc mà biết tin mang thai là xảy ra trong hoàn cảnh là em đã trễ 10 ngày rồi. Nhưng mà cứ đợi hoài mà mãi nó không tới. Nhưng mà xong lúc đó là mình đợi em bé nhiều hơn hay là mình đợi kỳ kinh kế tiếp nhiều hơn? Dạ, mình đợi kỳ kinh kế tiếp nhiều hơn. Tại sao mình chưa có kế hoạch? Tại vì chưa có sẵn sàng để đón em bé, tại vì vẫn còn ham chơi với lại không có biết chăm bé như thế nào hết á. Nói chung là mình vẫn chưa có thu xếp gì về cho cái kế hoạch đó, cho nên là mình không có sẵn sàng. Dạ, mình chưa sẵn thế sàng. Thế thì bây giờ nó trễ 10 ngày rồi làm sao? Xong rồi cái lúc chiều đó vẫn đi làm bình thường, trong khi ngày đó là ngày thứ 11 rồi vẫn đi làm bình thường. Xong có đi lên khách sạn, tại em làm ở khách sạn Majestic, thì lên có nói chuyện với một chị bạn, kêu là chị em trễ 11 ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì hết trơn, kêu chết mày rồi, là mày có rồi đó. Kiểu gì thiệt á hả, kêu không tin, mày đi mua que thử đi. Cái lúc đó kêu gì, đi mua que hả, thôi ngại lắm không đi đâu. Ngại chị thôi tối đi làm về chị đi mua cho mày. Xong tối chạy theo chị đứng ở ngoài, đứng ở ngoài xa xa đợi, chứ cũng không dám đứng trước cái tiệm thuốc tây nữa. Trời ơi, tại sao mà như là một cô gái là một cái gì đó nó rất lén lút, đang bị cả xã hội canh me dòm ngó lên án hay sao mà như sợ có bầu trước khi cưới hay sao vậy đó. Nghe em kể mà cắt cái đoạn đầu á, thì là người ta ngay lập tức sẽ quy gán em vô, dội cái này là ăn cơm trước kẻ nè, cái này là trốn ba mẹ yêu nhau nè. Dạ, ngại vậy luôn á hả? Dạ, em rất là ngại. Kiểu chị đó, chị cũng nói là ủa mày có chồng rồi chứ đâu phải là mày không chồng đâu. Mà mày làm cái gì mà lố vậy? Kêu không, cái này em sợ thiệt chứ không phải là em lố. Bà chị đó rồi đó, làm lố. Đúng rồi, mày làm cái gì lố vậy? Rồi sao, rồi cuối cùng chỉ mua cho mấy que? Chỉ mua cho có một que thôi mà cũng không biết sử dụng. Xong rồi về cái tối đó ngồi đọc hướng dẫn sử dụng, cái xong chị đó có dặn là mày thử buổi sáng á thì nó sẽ chính xác hơn là mày thử buổi tối. Cái xong sáng hôm sau dậy thật là sớm, bình thường mà nghỉ làm á là phải 9-10 giờ mới dậy. Xong đó là 5:30-6 giờ là dậy rồi, cái xuống ngồi thử, mà ngồi trong một cái tư thế là chỏng đầu xuống dưới, cái nhìn cái nó lên một vạch rồi, cái nó lên thêm vạch nữa, cái đó là tim nó như muốn rớt ra ngoài, kêu chết cha vậy, không lẽ có hả? Cái xong rồi kêu chồng xuống, cái kiểu hối hả, kêu cái gì chạy xuống, kêu anh ơi cái gì nè. Cái gì nè? Cái chồng em kêu ủa cái gì vậy hả? một chuỗi luôn rất là xứng đào xứng kép. Anh ơi cái gì nè, gì vậy? Ủa cái gì vậy? Đúng rồi chứ gì nữa, kịch bản đối thoại là phải như vậy chứ. Rồi sao em? Xong chồng em không biết gì hết, cái gọi điện cho mẹ chồng em mà gọi FaceTime á. Gì vậy mẹ? Kêu mẹ cái giày là sao? Cái mẹ kêu cái mẹ hỏi sao là sao? Rồi mẹ nói sao em? Có rồi đó, mà kiểu mặt mẹ vui vui, tại vì chồng em là con một á, nên là cũng mong cháu, nhưng mà em thì nhây, không chịu sanh. Xong rồi lúc đó có thì mẹ rất là vui, không em vẫn chưa tin, cầm cái que chạy qua chị hàng xóm. Chị này là sao chị? Kêu rồi chúc mừng nha, có rồi đó. Rồi là lúc đó là tin không, tin chị hàng xóm không? Vẫn chưa tin. Xong có qua khi nào em hỏi hết tổ dân phố không? Không, em chắc chắn nhất là em đi hỏi bác sĩ. Ừ đúng rồi, chính xác. Hôm đó là chủ nhật. Cái qua hôm sau là thứ hai, sáng đi sớm nhờ dì chở đi, tại chồng em sợ, kêu hồi chắc có rồi nên là đừng có tự chạy xe nữa, để anh nhờ dì chở đi. Chở lên thì khi siêu âm thì là song thai. Wow, song thai. Siêu âm thì song thai, nhưng mà khi 2-3 tuần sau đi khám lại thì lại còn một. Mà trong khi hai cái phôi thì rất là lớn mà cũng có tim thai rồi. Mẹ không hiểu sao là nó mất đi một thai, nhưng mà bác sĩ cũng không biết là nó đi đâu, tại nó không ra ngoài mà nó cũng không ở trong. Lúc đó là cảm xúc của chị như thế nào? Kiểu cũng buồn buồn, kêu ủa sao tự nhiên
sanh đôi mà tự nhiên giờ mất một. Lúc có bầu rồi cũng đang buồn nhưng mà cũng vui, là tại vì có bầu sinh đôi là sanh lần nên khỏi sanh nữa. Tại vì mẹ em cứ áp lực em là đẻ là mệt lắm nha, cực lắm nha, đau lắm nha, khổ lắm á nha, ráng mà chịu. Thì mẹ em cứ áp lực em vậy nên là em sợ sanh lắm. Rồi trong quá trình mang thai như vậy là chị có bị ngán hay thay đổi nhiều trong cơ thể hay tính cách không? Dạ, trong quá trình mang thai thì em là tương đối là nó dễ hơn những phụ nữ khác mang thai, là người ta hay cáu gắt, còn em rất là bình thường. Khi mà ngán là em không ngán cá mà em lại ngán thịt. Em nghe mùi thịt với lại đi nghe mấy cái xe hủ tiếu gõ ngoài đường á là mặt mày xanh mét hết luôn, là chồng em phải chở nhanh qua mấy cái chỗ đó không thôi là em sẽ rào hết ngoài đường. Rồi trong khoảng thời gian đó giống như là mặt chị rồi xong mà cơ thể chị có bị to ra không? Dạ không, ký không? Em tới khi sanh luôn thì lên có 13kg thôi. Nên là 5 tháng em vẫn mặc đầm ôm đi đám cưới bình thường. Đầm vẫn, ôm đi đám vẫn cưới không thấy đầm bụng. Ôm không thấy bụng. Kêu hay ủa có bầu không vậy? Ủa mày có bầu không vậy? Kêu không biết mà siêu âm vẫn có em bé. Em không có bị rạn luôn. Em không có rạn miếng nào hết. Trước khi bầu thì em không có ngực, mà lúc mà bầu thì nó đổ hết lên đây. Cũng có cũng nhiều cái diễn biến, mình tính ra nó lại tạo nên rất nhiều niềm vui ha. Chứ không phải lúc nào có bầu cũng bị phá tướng hay là cũng xấu. Nói chung tùy người. Cứ kỳ vậy sao nói chuyện đó không xảy ra với em vậy chị? Sao tới khi em đẻ xong rồi tới bây giờ đến thứ hai em vẫn phẳng lì? Nó nói chứ tùy người thôi, cho nên đừng đau lòng về điều đó. Rồi kỷ niệm ngày đi sinh của mình lúc đó như thế nào ạ? Dạ, cái kỷ niệm ngày đi sinh thì nó có nhiều kỷ niệm. Khoan chị hỏi là trong 9 tháng 10 ngày như vậy thì mình đã bớt sợ cái chuyện sinh con chưa? Hay cái nỗi sợ đó còn nguyên? Nó còn sợ cho tới khi đi sanh luôn. Vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì để đi sinh hết. Tại vì hôm đó là em bé nó không đạp, nó không có máy một miếng hết nguyên một ngày em đó luôn. Cái xong em đi tới bệnh viện mà em vẫn đi khám thai định kỳ đó, thì bác sĩ kêu là nó không sao hết á, em bé vẫn máy bình thường, em bé vẫn khỏe. Cái đi về thì kêu chồng em hôm đó là đợi chồng em đi làm về đã phải 7 giờ tối rồi. Cái hai vợ chồng chở nhau đi vô Tự Vũ để cho người ta khám lại một lần nữa cho nên yên tâm, đi trong đêm nó luôn. Thì trên đường đi thì người ta đang là 30 tháng 10, đây là Halloween, ở ngoài đường đông lắm. Người ta đang đi chơi Halloween, em kêu thôi anh, hay là mình dừng lại đi mua đồ chơi Halloween đi rồi vô khám thai sau. Cái chồng em kêu bị khùng hả? Con không đạp không lo đi chơi. Chồng em nói vậy kia, thì giờ lỡ vô rồi bác sĩ bắt sanh luôn rồi sao đi chơi được nữa, hết đi chơi được á, với lại đi mua trà sữa uống nữa, phải có cốc trà sữa trước đi rồi hẳn sanh chứ, để mốt sanh xong mà mẹ em bắt kiêng không cho uống đâu. Chồng vô bệnh viện không chị? Vô bệnh viện, chồng đâu cho chơi. Vô xong cái bác sĩ đo tim thai thì bác sĩ kêu tim thai quá xấu. Cái xong bác sĩ cho nhập viện liền luôn. Nhưng mà kiểu em bé nó vẫn tim thai nó vẫn xấu, nó không có tiến triển gì hết trơn. Tại vì lúc đó tim thai xấu là nó như thế nào chị? Kiểu là nó đập không liên tục. Nó không đập liên tục, mà lúc thì nó đập nhanh, lúc nó đập chậm, lúc nó không đập luôn. Nên là tim thai nó rất là xấu. Nên là bác sĩ kêu không ổn rồi, phải đưa đi mổ gấp thôi. Tâm lý của em là mẹ em kêu là sanh thường nó sẽ khỏe hơn là sanh mổ. Thì tất cả mọi người đều hiểu điều đó, nhưng với điều kiện là đứa trẻ nó phải khỏe để đủ để sinh thường. Dạ. Rồi bước vô phòng mổ chị cảm nhận gì, cái phòng mổ như thế nào? Cảm nhận của em đầu tiên là mới ngoài hành lang thôi, chưa được vô phòng mổ, đó là nó lạnh, cực lạnh. Xong rồi em nằm nhìn lên cái camera nó quay vòng, đó là cái camera làm bạn với em trong lúc đó. Cứ nằm nhìn cái camera cho nó đỡ có áp lực. Có trò chuyện với nó luôn không? Không, nằm suy nghĩ, ủa sao giờ hiện đại quá ha, camera gì mà nó cứ quay vòng, nó cứ kêu e. Cuối cùng nó có phải là cái camera không? Nó là cái camera mà nó bự lắm chị. Nó không có như camera bình thường mà nhỏ, người ta hay đặt ở mấy cái góc. Em nghe bà tả cái tự nhiên chị nhớ ngay lập tức tới cái đèn bolo ở cái sân khấu mà nó cứ lộn tới lộn lui á thanh. Còn cái camera cái này là camera mà nó cũng lộn y như cái đèn đó vậy đó. Xong rồi lúc mà người ta tới được mổ rồi, có phòng rồi, vô phòng mổ rồi là đẹp tập 2. Phòng mổ đẹp lắm chị. Xong mấy người ta nói là phòng mổ ghê lắm, nhìn sợ lắm, mà sao mà phòng mổ này đẹp quá vậy. Dạ. Sợ là sợ khúc bị gian tay gian chân á chị. Dạ đúng rồi, gian tay gian chân mà nó còn lạnh hơn là ở ngoài nữa. Nó lạnh mà em không nói được luôn á, nó run cầm cập luôn á. Xong rồi cái người ta gây mê tủy sống, gây tê tủy sống chứ. Xong rồi người ta lật cái người ngang qua, thì có một bác sĩ dịnh cụp cái người em lại ôm vô cái bụng á, tại vì kiểu sợ đau rồi em dùng nhảy á. Cái ôm em lại, cái lúc mà gây tê xong rồi thì lật ngửa em ra, kêu là em nhấc cái mông qua đây một xíu đi. Thì em cũng nghe lời làm theo,
cái kêu ủa bác sĩ sao nhích không được, cái kêu ờ vậy là được rồi đó, cái ủa là sao vậy, là bị tê rồi thấm thuốc thôi đó chị, lúc sau đó thì mới biết là bị thấm thuốc rồi, mình lúc đó làm ngơ ngác xong mình nằm kêu ủa mổ có đau gì đâu ta, nó chỉ thấy nhột nhột rồi nghe nó rột rột vậy á. Thế xong rồi lúc mà lấy em bé ra thì em bé nghe tiếng em bé khóc thì bắt đầu lúc đó là nước mắt nó tuôn, không biết sao mình vui mà mình để tuôn. Cái xong rồi nghe bác sĩ nói chuyện với nhau thì kêu là em bé không có tự thở được. Cái lúc đó là tự nhiên em không có còn một cái chút sức sống gì mà kiểu để cho cái tay em nó dở lên được hết, tại vì lúc đó lạnh là cũng cong cái tay qua như vậy để cho nó đỡ lạnh, nó buông xuôi luôn. Thì em bé người ta mới đưa ra đằng sau này, người ta lau em bé với lại cân ký thì báo là bé trai 3 kg 3, là mổ lúc 2:30 sáng là lấy em bé ra xong rồi đưa cho hai mẹ con nhìn mặt nhau, cái là bé đi luôn. 3 ngày sau mới trả bé về cho mẹ. Thì khi trả bé về thì em bé ở với em một đêm ở trên phòng. Qua sáng hôm sau bé xuống khám lại thì bác sĩ kêu là bây giờ phải cho nhập viện, cho nhập khoa nhi lại, tại vì em bé bị có nguy cơ là tim to. Có nguy cơ bị bệnh tim đó, đó là em bủng rủng tay chân, ẵm em bé không nổi luôn. Lo quá đâu có biết làm gì ngoài khóc đâu, mà bác sĩ cũng không nói mình lời nào. Cho đến khi mười mấy ngày sau trả bé về thì bác sĩ mới nói là chỉ là viêm phổi sơ sinh thôi. Là nó mới nhẹ nhõm đi. Có thai thì cũng rất là gọi là chưa sẵn sàng. Sinh em bé thì cũng rất là trong một cái trạng thái nhiều nhiều nỗi lo sợ và vẫn còn muốn uống trà sữa và chơi Halloween. Thế thì bây giờ khi chăm con thì cái quãng thời gian đó nó diễn ra với em như thế nào? Lúc mà chăm con thì em không biết làm gì hết á. Lại tiếp không tục là không biết gì, em không biết làm gì hết. Tất cả là mẹ em làm hết. Chỉ có em cho ti là em cho nó ti thôi. Ti xong rồi thả xuống là mẹ em cho nó ngủ. Rồi lúc đó em làm cái gì? Em ngồi bấm điện thoại. Xong mẹ em lại chửi tiếp, mày bấm đi rồi mốt mày khỏi thấy đường luôn. Mà kiểu giờ chán quá không biết làm gì giờ. Nó ngủ rồi có chơi với nó được đâu, mà nó cứ ngủ hoài chị, nó không dậy mà em cứ play. Nó là trẻ sơ sinh mà em. Em không biết, em play cho nó dậy. Mẹ em kêu để cho nó ngủ tự nhiên play nó dậy. Mà giờ chán quá không cho chơi điện thoại, mà cũng cho chơi với em bé, giờ chơi gì giờ. Nhưng mà kiểu ở dưới quê nữa, xung quanh là toàn cây cối không? Là ở đâu lận em? Dạ em ở Châu Đức á chị. Cái khu đó là toàn rẫy không, ở giữa có cái nhà tàu. Dạ đúng rồi. Ở giữa có cái nhà, xung quanh là rẫy, không ai chơi hết trơn á. Chồng đâu không chơi chồng đi. Chồng ở trên phố đi làm, không có về. Có hai mẹ con về dưới thôi, mà tới 3 tháng ở dưới đó. Cứ như thế trôi qua. Ngồi nhìn nè. Ba tháng. Vậy tính ra cái thời gian đó em đâu có chăm con, em chăm cái điện thoại chứ nhỉ? Dạ đúng rồi. Có bao giờ chị vừa ẵm con vừa bấm điện thoại không? Có luôn, lúc cho ti á. Trời ngồi ơi. Ngồi chán cái một tay vịn, một tay bế vậy. Rồi có nhiều bà mẹ là phải nỗ lực hết mình luôn á, mà cũng không thể nào có được tư thế để cho con ti. Mà em làm được chuyện đó không, luôn. Em là một tay. Bỏ cái gối lên đây. Cho em bé nằm lên cái gối. Xong rồi một tay, tay mình... cái tay này đỡ cái đầu thôi. Còn cái người em bé nằm trên gối rồi tay này rảnh. Xong rồi thấy cứ bấm điện thoại thôi. Em coi gì trên điện thoại những cái lúc đó thôi? Em chỉ lướt Facebook, rồi em coi YouTube, coi mẹ chồng nàng dâu, xong rồi coi đủ thứ hết. Có clip Thanh Trần không chị? Có luôn. Trời ơi, em cũng có phần ở trong đó nha chị. Không, động lực tới đây là Thanh Trần. Nhưng mà khi em lướt điện thoại như vậy đó, thì em có bắt gặp được những cái bài mà nó cũng nói về tác hại của điện thoại đối với mẹ bầu, đối với mẹ có con nhỏ và đối với em bé sơ sinh không? Có chị. Rồi sao? Bỏ xuống được xíu, chán quá cũng cầm lên lại. Có nghĩa là thực ra là về cái việc biết tác hại hay không là mình có biết. Dạ có biết. Nhưng mà mình không thể nào cai được. Dạ. Bởi vì mình đã quá rảnh. Tại sao lúc đó mình không nghĩ tới những cái chuyện khác? Ví dụ mình có thể đi tập thể dục nhẹ nhàng xung quanh nhà, mình làm một cái gì đó khác. Mẹ em lại không cho ra khỏi phòng, cứ bắt ở trong phòng tránh gió. Mẹ em là kiểu kiêng theo kiểu phong kiến ngày xưa á chị. Không cho tắm một tháng, không cho gội đầu một tháng, bắt ở trong phòng vậy đó. Một tháng hả chị? Trời em, lúc đó là em bị khủng hoảng tinh thần luôn á. Cái đầu thì nó cứ ngứa, kêu mẹ mẹ con gieo lúa là nó mọc cây luôn á. Mà vẫn kêu mày đi gội đi, mày gội mốt mày nhức đầu, tao đâu có nhức đâu. Mẹ em nói vậy, sợ không dám gội luôn. Rồi sau 3 tháng thì mình bưng con lên trên này. Bưng con lên đây. Và lúc đó thì có khó khăn chưa? Đã bắt đầu chạm vào khó khăn của việc chăm con nhỏ chưa? Đó là không có ai hết. Rồi sao? Tránh sinh. Em rất là sợ phân em bé. Em mà nhìn thấy là em sẽ bị nôn. Mà em không hiểu sao là lúc mà em nhìn thấy của con em á thì nó không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng rồi. Bắt đầu em dọn rửa cho con xong rồi đặt nó nằm đó, nó ngủ rồi chăm nó, rồi bắt đầu đi giặt đồ, đi nấu cơm.
nó không có cái gì gọi là nó phức tạp luôn á chị. Nhưng mà có cái là trong cái khoảng thời gian đó em không biết sao, bình thường nó rất là dễ, mà tự nhiên có một mình em nó giống như thiếu hơi bà ngoại hay sao á, nó không chịu ngủ. Mà ru miết nó không chịu ngủ. Mà lúc đó ở trên thành phố thì nó rất là nóng, mà nhà em chưa có lắp máy lạnh á, trời ơi nó nóng kinh khủng, nên là em bé nó lại khó chịu nữa, nó đang bị viêm da cơ địa á chị. Là nó ngứa không chịu ngủ luôn, nguyên một tuần đó em sa sút hẳn luôn, em không có làm gì nổi luôn, em không có còn miếng sức sống nào hết luôn, rất là mệt. Vì sao mình không tranh thủ mà đi mua máy lạnh sớm ngày nào hay ngày đó chị? Lúc mà sanh xong á là một mớ tiền rồi, nên là cũng không có còn kinh phí nhiều nữa. Nên là sau này, sau khoảng 4 tháng sau bắt đầu mới mua. Nhưng mà là cũng là mẹ chồng mua chứ không phải là mình tự mua. Dạ. Rồi cái giai đoạn mà đau đầu khi mà chăm con vậy nó cũng sớm kết thúc sau 4 tháng. Dạ. Sức khỏe sau sinh của chị cho đến thời điểm hiện tại chị cảm thấy có gì thay đổi nhiều trong cơ thể mình không? Dạ, sau sinh thì em xuống ký rất là nhanh. Nó quay về số khí ban đầu rất là nhanh. Chị có bí quyết không? Bí quyết quen em ăn rất là nhiều. Bí quyết ăn rất là nhiều. Thôi 11 giờ đêm em vẫn ăn, mà em ăn cả tô cơm á. Chị là ngoại lệ rồi. Em ăn gấp 3 lần bình thường. Thực ra tùy cơ địa thôi em. Dạ. Tùy cơ, giống như cơ địa của em vậy đó. 5 tháng mà vẫn mặc đầm ôm đi đám cưới mà. Cứ rất là khó để nói rằng công thức này áp dụng cho tất cả mọi dạ, người. Chứ thử chị nha, tối nào quất tô cơm với chị coi. Chúng ta quay về nhân vật chính đi. Dạ, còn chuyện vợ chồng sinh hoạt sau sinh nó có thuận lợi không chị? Dạ, em nói ra thì chắc không ai tin. Sao vậy chị? Tại vì từ lúc em có thai cho tới bây giờ thì hai vợ chồng không làm gì cả. Tới giờ luôn, tới bây giờ luôn. Tới giờ là con 9 tháng rồi. Con 9 tháng rưỡi. 9 tháng rưỡi, bà đếm từng ngày đó. 9 tháng 9 tháng 15 ngày. Cái này có kỳ không chị? Khoan, từ 9 tháng 15 ngày, từ lúc em bắt đầu mang thai em biết là tầm khoảng 8 tuần. 7 tuần. 7 tuần, bà trả giá từng ngày luôn. Thì cũng đã là hơn 1 năm rồi. Một năm rưỡi rồi. Dạ. Mình có chia sẻ với chồng mình rằng là ê, sao hai đứa mình ngộ vậy không? Có chị. Rồi phản ứng của chồng đối em là kiểu thương và chiều vợ, nên là vợ không chịu là chồng cũng thôi luôn. Thôi luôn. Ủa, chứ không thì có đòi hỏi. Như vậy thì hơn một năm đó là ngưng là tại em hay tại ảnh? Dạ tại em. Lúc mà em có bầu á là tại cả hai. Tại vì sợ ảnh hưởng tới con. Còn lúc mà sanh ra rồi thì sợ em bé thấy. Xong rồi không làm gì luôn. Mới đầu nghe chị nói là nói ra không ai tin thì em tưởng là chị là một nạn nhân của việc chồng xa lánh. Nhưng không, chị là người xa lánh em chồng. Em xa lánh chồng. Rồi em có định cải thiện chuyện này không thôi? Dạ cũng có chứ chị, kiểu sợ lẽ nếu mà mình không cải thiện thì chồng mình đi ra ngoài là sao? Vậy thì chị cảm thấy là chồng chị có tật xấu gì không? Dạ nói chung tật xấu thì nhiều lắm. Một bầu trời thương nhớ. Một bầu trời luôn. Đi làm về là ôm điện thoại. Không ôm điện thoại thì ôm laptop. Mà ôm điện thoại là đọc truyện, chơi game. Cái mà em đau đầu nhất là suốt ngày cứ coi siêu nhân. Năm anh em siêu nhân á chị. Coi suốt luôn, buồn buồn cái rủ con tới ngồi coi chung mà. Wow. Thằng con đâu chịu, nó đâu biết gì đâu coi. Nhưng mà em không có lo lắng đến là đến khi mà bạn nhỏ ở nhà càng ngày càng lớn thì bạn cũng có thể sẽ phải tiếp cận với điện thoại rất là sớm không? Và điều đó nó cũng không có an toàn lắm cho sự phát triển của con. Dạ em cũng có nghĩ tới chuyện đó, là từ lúc mà tự chăm con tới bây giờ thì ít đụng với điện tại thoại lắm. Thời gian dạ, đúng không? Thời gian đó, cơ chế là vậy đó Thủy. Cơ chế đó là khi đủ bận rộn chúng ta sẽ không còn thời gian để dành cho điều đó nữa. Như vậy thì nếu như mà em đã cảm nhận ngay từ bây giờ là em vẫn không muốn con mình có cái thói quen đó, hoặc là có xa vào cái chứng nghiện smartphone, thì cái thời gian hoạt động dành cho con á mình phải tính một cách rất là chủ động. Nên bây giờ em đang cũng cố gắng lắm, cũng nói với chồng em là ít thôi để cho nó thấy là muốn nó sẽ học theo, tại con em học rất là nhanh. Talk show Chat với mẹ bỉm sữa và Hot Daddy Talk ghi hình vào tháng 10 năm 2019 tại bang California, Hoa Kỳ. Thông tin đăng ký gửi về Viber 0522961076, Gmail anhnguyet.nguyenthi@mcv.com.vn. Xin chân thành cảm ơn. Vậy thì trong ngày hôm nay chúng ta có điều gì muốn nhắn gửi đến chồng mình? Chúng ta hãy nhìn về máy camera và nói. Dạ em có một điều muốn nhủ với chồng em là về nhà đi làm về thì phụ giúp vợ một xíu, rồi chăm con, chơi với con nhiều hơn, bớt chơi game với lại coi siêu nhân lại đi. Tại vì khi mà cứ sử dụng nhiều điện thoại như vậy rồi mới mốt mình bắt con mình không được sử dụng điện thoại sớm thì nó cũng khó lắm. Nên là em muốn hai vợ chồng cùng nhau giúp đỡ nhau, để tại vì có hai vợ chồng ở riêng ở trên thành phố à, nên là cố gắng phụ giúp nhau một xíu để cho gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn, đỡ gây lộn.
Chị có ý kiến gì về cái việc sử dụng điện thoại của các bậc phụ huynh ngày nay? Không chỉ điện thoại đâu, với cái câu chuyện của Thủy ngày hôm nay, tự nhiên ngay trong đầu chị bật ra ngay lập tức cái tựa sách mà chị đã đọc xong, đó là Tạo lập môi trường sống, tức là môi trường tạo lập tính cách cho trẻ. Thực ra thì tất cả mọi cái tính cách của các bạn nhỏ không có tự nhiên mà có, nó đều có cái sự tác động từ các yếu tố xung quanh. Mà quan trọng nhất trong đó đó là chúng ta cho phép đứa trẻ nhìn thấy cái gì đã diễn ra xung quanh cuộc đời nó. Người lớn hay bị một cái mặc định là trẻ con không có biết gì hết, và chúng ta hầu như không chuẩn bị cho điều này, vì chúng ta cứ mặc định là mình làm gì từ trước giờ thì giờ mình cứ làm y chang như vậy, nhưng quên mất rằng là trẻ đang lớn từng ngày từng ngày từng ngày. Cho nên hãy chủ động hơn với cái việc mà con mình trưởng thành trong cái quá trình mà chúng ta làm ông bố và bà mẹ bỉm sữa. Những chia sẻ của chị Nhi A đây đã kết thúc chương trình Chat với mẹ bỉm sữa của chúng ta ngày hôm nay rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình được phát lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV. Nếu như mà chúng ta không xem được trên truyền hình thì chúng ta hãy nhớ hai cái kênh này quý vị nha. Những ông bố bà mẹ bỉm sữa nào chúng ta muốn được đăng ký tham gia chương trình thì hãy truy cập vào fanpage là Gia đình TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Kiểu mình chưa có mang cái tâm lý là mình có em bé, chồng em im lặng rất hồi rất là lâu, bỏ phải không, bây giờ là không có trách nhiệm đúng không, là em bị stress rồi, từ đó lại mất sữa rồi, là mình cũng suy nghĩ tiêu cực, rồi chồng thì giống như là không có chia sẻ với mình á, thì mình cũng buồn nhiều cái, thì cũng như người ta cũng suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng mà Chat với mẹ bỉm sữa tập 55 sẽ được phát sóng vào lúc 15:20 thứ bảy ngày 19 tháng 10 2019 trên kênh HTV7.